Thảo ơi. Dạ. Thì trong ngày hôm nay á, mấy anh á là cũng được cái sự nhờ vả của hai bác để mà đi tìm em. Thì cũng đã tìm đến đây rồi và cũng đã gặp được em. Thì em cho anh hỏi thăm nè, hiện tại nè, cái cuộc sống em ở đây nè là như thế nào? Em cũng sống trong bình thường, vui vẻ. Vui vẻ hả? Dạ. Nhưng mà hổng gài rồi đi xa 5 tháng như vậy đó, rồi có nhớ cha mẹ mình không? Dạ có. Em nhớ, em gọi về là em gọi về một lần là trên Facebook là đăng chửi một lần. Đăng chửi. Với gọi không dám gọi về. Gọi về sợ đăng này kia rồi nói em này kia rồi mất công. Tại vì mình đang ở bên nhà chồng mà tạo nhiều cái xấu thì nhà chồng mình suy nghĩ nó suy nghĩ mình là kiểu mình hư hỏng này kia. Nhưng mà thật ra là em không có có đi đồn với xóm em là em ở chỉnh là em ngủ nghịch, là kiểu là không nghe lời vậy đó. Em có nghĩ rằng khi mà em là một người phụ nữ á, dạ, mà một người con gái phải không, vừa mới lớn thôi mà em đi xuống nhà chồng như vậy đó, cũng như là nhà của người người yêu mình đi, mà một cách dễ dàng như vậy á, rồi em có nghĩ tới cái tương lai cũng như là sau này không? Em có suy nghĩ đến điều đó không? Em cũng có suy nghĩ là nếu mình làm như vậy thì sau này con cái mình nó biết là mẹ nó vậy. Nhưng mà thật ra là tại ông bà bên ngoại, làm cái gì ra mẹ mới vậy. Nhưng mà em cũng có thể sắp xếp gia đình em được mà. Trời ơi, em cũng đã nói, em nói là em không chịu này kia. Rồi mẹ em mới nói là coi chỗ nào chịu thương mẹ đi đi. Đi đi cho đi đó. Trước khi đi cho hai bộ đồ. Đúng rồi. Rồi ra cái gì lấy lại hết. Thôi coi như chết rồi. Mà mình đi mình cũng đâu cần gì đâu. Thì em đi em không cần chứ. Em đi trong túi em chỉ còn có 100 mấy thôi, là bữa đó em bán còn có 100 mấy. Là mẹ em dám nói là em đi mang 1 triệu heo, bắt chồng em là phải đưa đủ 1 triệu. Nhưng mà cái này nè, em có biết rằng khi mà người đàn ông á mà muốn giống như là chinh phục được một người phụ nữ á, mà phải trải qua nhiều cái khó khăn cũng như là nhiều cái thử thách thì họ mới biết là thương yêu và trân trọng cái điều đó. Còn cái này em dễ quá không? Dạ không đâu. Là em với chồng em là quen hơn 1 năm. Ừ. Quen rồi em mới dẫn chồng em về là ra bắt cha mẹ. Là em mới nói là hai đứa con thương nhau vậy đó. Là chồng em cũng nói nữa. Mẹ em nói là chồng em xa quá. Rồi sợ em về đây sông nước nè, sợ hai chồng cự lộn, quýnh lộn rồi chồng giết em gì đó. Cái em nói là không có đâu, chồng thương con, ổng không có làm gì đâu, mẹ yên tâm. Rồi biết là không có chịu. Luôn như kiểu là bác bỏ, là không có nghe sự, không nghe cái lời em nói luôn á. Không có nghe. Tại vì hiện tại người lớn á là người ta có thể đứng qua một bên và nhìn rõ cái sự việc. Dạ. Còn em á là người trong cuộc, coi như là lúc này á là em hoàn toàn em chỉ biết là người yêu của em là Nhất thôi. Còn cái khi em cũng nói quá, mẹ em nói quá, cái em nói chia tay. Ông mẹ ông khóc lên khóc xuống rồi ông khóc ha, năn nỉ rồi làm tội ha. Dạ. Ừ. Em nhắn tin cho chồng em, cái rồi mẹ em còn lấy điện thoại em cắt nữa, không cho em liên lạc. Ừ. Cái em nói quá rồi nói mẹ ơi, con thì đi bán này kia rồi xe cổ rồi sao em, tại vì em bán đồ gái tiếp mẹ em đó. Cái đưa em em nhắn tin cho ông này thì gọi ông này khóc khóc mấy ngày mặt mày xanh giờ. Như em đi ông tội này ông khóc nè. Dạ ông để khóc em đi xuống không. Còn khi mà em đi á rồi cha và mẹ em khóc rồi sao? Em nghĩ chắc không khóc đâu. Nếu khóc thì sẽ không có chửi rủa hay là này kia. Thì em nghĩ là cha mẹ em cũng thương em. Thì người ta thương thì cho gói cho giọt, ghét thì cho ngọt cho đường. Nhiều khi đăng Facebook ông mà em nghĩ là em là con gái. Ừ. Em con gái mà sao cho mẹ em á, như là cái Facebook đó là của mẹ em đăng, nó sao nghĩ
Có thể không? Là người khác mượn điện thoại của mẹ em rồi không. Đăng. Chính mẹ em khẳng định là mẹ em đăng. Anh xin gửi lời chào tội nha. Dạ. Anh xin chào Thảo nha. Ừ. Thì vừa qua anh có gặp cô với chú đó, là cha mẹ của bé Thảo đó tội. Dạ. Thì để mà tìm tìm kiếm bé Thảo đó, thì tội cho anh hỏi thăm nè, cái cớ sự cũng như là cái nguyên do vì sao á mà bé Thảo lại về nhà của tội ở gì? Dạ, tại vì hai đứa em thương nhau, mà trong khi đó là bên gia đình bên Thảo là bên vợ em đó, là ép giả Thảo cho người khác, mà người đó là Thảo nó lại là không hề có một miếng gọi là tình thương gì hết trơn luôn, cũng là mới biết đây thôi. Ừ. Ép gã không đâu, đánh đập nữa, rồi la mắng này kia nhiều lắm, rồi Thảo mới buồn, rồi buồn nhiều đêm như vậy chứ không phải một hai đêm, cứ ngày nào cũng vậy chứ á, rồi Thảo mới buồn quá, mà Thảo thương em thật lòng như vậy đó, rồi hai đứa em mới về bên nhau. Ừ. Thảo cho anh hỏi thăm nè, khi mà em đi như vậy á, em có biết là hai bác ở trên á là báo lên cơ quan chức năng á là em mất tích không? Dạ. Em không biết. Ừ. Nhưng mà khi em đi á, em có gọi điện về cho gia đình để mà cho gia đình biết á là em đang ở nhà của em tội này không? Dạ không, đó là em chưa có ghé nhà chồng em, chưa. Ừ. Em còn đi vòng vòng. Hiện tại là em ở nhà của em tội là bao lâu rồi? Dạ được 5 tháng. 5 tháng rồi ha. Ừ, nói chung là hai người là thương nhau. Ừ. Nhưng mà cha mẹ thì bắt gả cho một người thanh niên khác, cho nên là Thảo không đồng ý hay là tội không đồng ý? Dạ em không đồng ý. Thảo có thể kể lại cho anh biết được chi tiết đó, là cái sự việc đó như thế nào cho anh cùng với quý vị khán giả trong ngày hôm nay được biết không? Dạ, như là đợt dịch em với nhà em có bán khẩu trang, là nhỏ em đi giao, em bán thôi, đăng bán em đi giao thì nó gặp cái anh Tấn đó. Ừ. Rồi ảnh mua trang rồi làm quen với em dắt về, hai đứa nó quen khoảng năm mấy gì đó, cái bên bác bên người nhà của anh Tấn đó, như nhà em đi coi thầy. Ừ. Rồi có tuổi có đẹp không có làm cưới đó, giờ coi không được, cái tự nhiên hai người đó quất mình cho em. Coi tuổi em thấy tuổi tốt quá, rồi cái kêu là gả em, nói gả. À, có nghĩa là cha mẹ dạ. Ép gả em cho người thanh niên mà em không hề thương yêu. Dạ. Rồi em không đồng tình ha. Dạ. Ừ. Tội cho nói thăm nè. Dạ. Khi mà bé Thảo nè đã về nhà của tội á, sống ở gia đình của tội á, thì tội có suy nghĩ đến là giống như là dẫn bé Thảo về nhà để thưa chuyện với hai bác chưa? Dạ có anh ơi, có lúc Thảo về á là em có nói Thảo rồi, về đây là anh sẽ lên chảnh thôi chuyện với ba mẹ, hoặc gọi điện cho mẹ trước là mình về. Ừ. Mình làm một cái đám hoặc là không lớn cũng nhỏ gì đó cho bà con biết. Nhưng mà lúc đó là tội chỉ suy nghĩ trong lòng hay là nói với hai bác biết luôn? Dạ lúc mà mẹ vợ là hứa gả Thảo cho cái anh gì đó là em không biết. Ừ. Là không hề biết luôn, là lúc đó là em còn nhắn tin với mẹ, là có năn nỉ mẹ, lúc đó em kêu bằng bác và năn nỉ bác ngày nào cũng vậy chứ á, năn nỉ rồi bác không chịu, nói với gần bác đồng ý là con lên liền, gia đình con sắp xếp lên liền. Lúc em năn nỉ cũng khoảng tầm 2 tháng đến 3 tháng là như vậy đó, mà trong khi đó là sao lại mới biết là Thảo, mẹ Thảo ép gả Thảo cho người kia. Ừ. Thảo mới nói với em như vậy. Ừ. Nói chung là hai bác bên kia là không đồng ý. Dạ. Là gả con gái cho Thội. Dạ. Ừ. Nhưng mà khi mà bé Thảo về đây nè, Thội có điện lên nói cho hai bác biết á, là bé Thảo hiện tại á, là đang ở nhà con á, để dạ. Mà cho hai bác biết không? Dạ lúc đó là mẹ cũng biết rồi, là điện á, mà chỉ cần điện á là nghe máy cái là mẹ chửi à, chứ không kịp nói gì hết.
Nó hai em là chưa kịp nói hết, chửi là nói hai em là nói những câu nói là không để nói luôn, chửi nhiều lắm, rồi chửi xong rồi nói này nói nọ, nói cả gia đình dòng họ luôn, nói gì đó. Nói chung là mình cũng có điện lên dạ. để báo cho hai bác, nhưng mà điện lên thì mình không được nói gì hết dạ. chưa kịp nói gì hết dạ. Là cho đến ngày hôm nay luôn dạ. Thảo, em cho anh hỏi thăm nè, khi mà em đi như vậy đó, rồi sau em không gọi điện về cho cha mẹ em biết á, là em quyết định, cái quyết định của em á là sống cùng với tội nè, cho cha mẹ em biết. Vậy lúc đó thì em suy nghĩ là nếu gọi về á, nói thì mẹ sẽ nắm đầu bắt về. Em định là ổn đi gọi, sẽ gọi nói cho mẹ, mà chưa gì hết trơn là mẹ đi xuống, mẹ la nó không sầm nó kia chửi mắng. Giống như là em có nói thì cũng không có được nó không có vô mẹ. Nhưng mà khi em đi như vậy á, em có sợ là cha mẹ em buồn không? Thiệt là em cũng có sợ là cha mẹ buồn, nhưng mà nhiều cái em không có chịu được. Em về nhà hay gặp mặt em là nói này nói kia, là nói chung là em không biết là em là con ruột của mẹ em hay là cái người đó là ruột mẹ em. À, cái người thanh niên đó dạ hả? Cái người đinh đắng đó. Ngay từ lúc đầu là cũng lỗi một phần là do em, tại em dẫn cái người đó về nhà. Em không có dẫn về nhà. Em không có dẫn, là con nhỏ em nó dẫn. Em không có dẫn. Nhưng mà hai chị em đi chung. Em như là em chỉ đăng có bút bán thôi, là người đi giao là nhỏ em đi giao. Rồi hai người đó quen nhau. Rồi tự động cái người thanh niên đó đi vô nhà em đó, nó quen nhỏ em. Trong khi đó ông nói là ông chỉ có 24 tuổi thôi. Cái quen đâu khoảng đâu 2 tháng là nhà em gục giấy chứng minh ra, thấy là cũng hàng 30 rồi. Năm nay là 31 tuổi con gà đó. Cái nhà em nói là anh lớn tuổi quá à, không hợp. Nhưng vẫn đeo hoài vậy đó. Lên tới nhà của em thì đâu nói chuyện như em, như nhỏ em đâu. Nói chuyện cha mẹ không à. Mà nói nặng cái là khóc. Nói nặng cái là khóc vậy đó. Sao anh nghe hai bác nói là em cũng giống như là có tình cảm với người thanh niên đó. Ông lẽ là người khách tới nhà em mà không nói chuyện. Còn nhỏ em thì làm thợ neo. Rồi em nói chuyện cũng là nước này kia uống. Chuyện coi như em coi như là em của em thôi, nói chuyện qua lại chứ không có tình cảm gì. Cũng khó ha. Dạ. Có nghĩa là ý em á thì là không đồng ý, không có hề thương yêu người đó. Dạ. Mà cha mẹ thì lại ép em vào giống như là thành vợ của người đó. Dạ. Cho nên mới xảy ra cái sự việc như ngày hôm nay. Thì hôm qua anh cũng có nghe được cái cuộc trò chuyện giữa em cùng với cha em đó. Thì ngày hôm qua anh biết được là em cũng giống như là có hơi giận, giống như là giận cha mẹ, cũng như là trách hờn cha mẹ này kia. Thì trong ngày hôm nay nè, mấy anh em của anh mới tìm xuống đến đây nè để gặp Thảo nè. Thì Thảo có muốn lời gì, có lời gì muốn gửi đến cha của mình cũng như là mẹ của mình không? Cha em á, nói thiệt là cha em rất là hiền, suốt ngày là ruộng nương thôi. Mẹ em thì lúc nào cũng là như là mẹ em là nắm quyền nhà, lúc nào cũng ép buộc người này ép buộc người kia chứ không suy nghĩ cho ai. Gợi ý của mình là nhất luôn, bắt người nào cũng phải nghe lời mình. Em muốn mẹ em á là phải vật chất á, thì em không có cần, em chỉ cần là cha mẹ hiểu em, hiểu con mình muốn cái gì, chứ đừng có ép buộc. Ép buộc thì nó không có tốt gì đâu, nó khiến cho là con cái xa cha mẹ nhiều hơn. Giống như là vật chất đối với em là không có quan trọng. Dạ. Quan trọng là chỉ cần là có cái hạnh phúc là được rồi. Dạ. Cha mẹ hiểu là con cái mình muốn cái gì. Rồi khi mà em bỏ đi như vậy á, rồi thí dụ như cha mẹ dặn em á, rồi không cho về nhà nữa rồi sao? Nếu mà cha mẹ không làm quá, nếu em bỏ đi thì em cũng về thăm cha mẹ. Em dẫn về, vẫn năn nỉ là con có bỏ đi vậy, cha mẹ đừng có giận con.
Anh hỏi thật nha, trong 5 tháng em đi như vậy á, thì nói chung là hồi đó tới giờ cô với chú nói em không có đi đâu hết. Dạ. Nhưng mà lần này em đi tới 5 tháng như vậy á, rồi nhớ cha mẹ nhiều không? Dạ em nhớ. Em là em không ngủ được một tháng trời luôn. Ngủ là khoảng 1-2 giờ đêm là em thức, thức tới sáng gì đó. Rồi em khóc hoài à. Rồi, vì sao em khóc? Em khóc vì là cha mẹ không hiểu, nói là em thấy cha mẹ người ta con cái thấu hiểu, còn em không được vậy. Đúng rồi, như kiểu là em như kiểu là bị điều khiển chứ không phải là do chính em. Nhưng mà em có thương anh Tội này thật lòng không? Đó. Tội. Dạ. Hỏi thật nha. Dạ. Em có thương bé Thảo này thật lòng không? Có. Là em có định giống như là làm đám cưới luôn không? Dạ có anh ơi. Là công nhận giống như là giới thiệu với bà con họ hàng luôn. Dạ. Là đây chính là vợ tôi luôn. Dạ. Rồi nếu mà em đã thương vợ mình như vậy á, sao em không kiếm giống như là cố gắng tìm cái cách á, để mà cho nó ổn thỏa, là cho vợ mình á là đường đường chính chính về sống cùng với mình luôn. Sao em không cố gắng em tìm cái cách đó? Em cũng có cố gắng đi năn nỉ ba mẹ vợ, để xin ba mẹ vợ làm một cái đám để cho có lỡ mặt mang mại với bà con. Nhưng mà em năn nỉ, em tìm đủ mọi cách luôn mà ba mẹ vẫn không dám như vậy, vẫn không chịu. Đến bây giờ cũng đâu cũng 5 tháng mấy rồi nhưng mà ba mẹ vẫn giữ ý định đó. Tôi nghĩ là em cố gắng lắm nhưng mà không. Dạ. Không được ha. Dạ. Em cố gắng năn nỉ nhiều cách lắm anh. Nhưng mà cái này nói thiệt nè, một người con gái á, cũng như là một người phụ nữ á. Dạ. Mà quen cũng như là thương người nào á. Dạ. Thì cái hạnh phúc nhất á là cái lúc mà người ta được làm cô dâu á. Dạ đúng. Người ta rất là hạnh phúc. Cũng như là cái ngày đó là cái ngày mà xác định đó, là người ta chính thức là người phụ nữ của cái người đàn ông mà mình yêu thương. Dạ. Nhưng mà em lại không làm được điều đó là bên vợ em. Sao em không làm bên em? Dạ em làm anh ơi, nhưng mà em làm là em sợ ở trên kia xuống quậy anh. Tại xuống đây cũng mấy lần quậy rồi, hay là giữa chừng đám người quậy rồi sao, nói sao với bà con láng giềng, với nhưng, khách hai bên. Nhưng mà cô chú là ở tới Sa Đéc lận. Dạ. Còn em làm là ở dưới Cà Mau. Dạ tại vì á, em không biết là trong xóm em có bà con gì lên trên mẹ vợ em không, thì nhà lại không biết. Nhưng mà với em làm đây vậy á, là ở chảnh cũng biết. Mà bởi vì em làm á, là em sợ, em làm lúc nào cũng được chứ anh. Coi ngày tháng tốt đẹp là em làm đó. Làm sợ là bị quấy gói vậy thôi, xuống quậy vậy thôi. Thì cái đó là cái câu chuyện của. Dạ. Tội. Dạ. Với bé Thảo thôi. Còn cái câu chuyện của người lớn, giống như là hai bác là cha và mẹ của Tội á. Dạ. Là người lớn á, sao không cố gắng tìm cách để mà cho con mình á là được đường đường chính chính á. Dạ. Là có được cái cô vợ này. Dạ, mẹ giam á cũng có nói rồi, chứ điện lên chảnh nhưng mà nãy cũng nói anh lúc đầu rồi đó, điện không có nói chuyện được, là chỉ là điện mất máy là Thảo điện máy là chửi không mà, rồi như vậy rồi sao anh nói được cái gì. Rồi lên thì em cũng không dám lên chảnh. Là hai. Dạ. Bác ở đây. Dạ. Là cũng cố gắng tìm cách luôn nhưng mà không. Dạ. Được hả? Tại vì á, lúc xuống đây á là có lúc ba xuống đây chứ không có mẹ. Ba với anh hai, chị hai, ba chị ba xuống là đây có mời ông trưởng ấp với ông bên Hòa Giải. Là nói chuyện đó, là người ta có đề cập tới đó, là cho vợ anh về hoặc là anh chị sắp xếp là một ngày nào đó là lên chảnh để cho cái này lên á. Là nhưng mà ba em nói là cái chuyện đó để sau đi, là cứ vác ra không à, không có đề cập tới cái chuyện đó. Là chỉ có là kêu hai đứa em về không à, hai đứa em về không cần ai hết chứ á, chứ không có đề cập tới cái. Dạ. Chuyện người lớn. Dạ. Rồi sao em dám về không? Sao vậy? Em sợ. Tại vì á, chị hai á, của Thảo á, mới đầu thì mẹ nói á, thì em lên chảnh á, là kêu công an bắt em. Cái đó là mẹ nói. Rồi xong á, rồi thời gian á, nữa là cũng khoảng vài ngày thôi, là chị hai của Thảo, là chị hai nói giờ em nói đó, là nói em với Thảo á, đặt chân Sa Đéc thấy đâu là chứ em. Rồi em không dám lên. Chàng ơi,
Nhưng mà đó chỉ là một người phụ nữ thôi dạ, mà. Nhưng mà phụ nữ hay gì anh, nhưng mà mình nói cô đó cũng như quê vợ. Nói cô đó em cũng sợ chứ anh. Nên chở em đâu biết được đâu, cái gì điều gì xảy ra. Tuy chị hai không làm được nhưng nhiều người khác làm được anh. À, thí dụ như họ có dùng tay dùng chân với em vài cái đi. Dạ. Thì dù gì cũng là anh chị vợ đồ của dạ. mình thôi. Thì mình hy sinh vì vợ mình dạ. Giống như là mình chịu đấm ăn xôi vài cái rồi dạ. Nó im xuôi rồi. Nói với anh thì nó cũng đâu có chuyện lớn. Đúng rồi đó, anh nó nhẹ nhàng cũng không phải tới bữa nay để hai anh xuống ấy với em với ba mẹ cho anh đâu. Thì cái chuyện là cũng đám cưới cũng xảy ra từ trước đây lâu lắm luôn rồi. Nhưng mà nó không có được thỏa mãn, không được suôn sẻ như anh nói đâu. Có nghĩa là ở đây là nó chỉ có cái một cái là như vậy nè, là cái hướng xử lý của mình á, dạ. xử lý tình huống của mình á nó quá chậm đi, cho nên là không có ổn thỏa hai bên. Ừ. À, nói chung á ngày hôm nay á anh được cái sự nhờ vả giúp đỡ á, của dạ. cô với chú á dạ. là cha mẹ của bé Thảo nè, dạ. thì mới tìm đến đây để xem coi thực tế là cái cuộc sống của bé Thảo như thế nào. Dạ. Thì nói chung á ngày hôm nay có mặt bé Thảo ở đây nè. Em cho anh hỏi thăm ơi, cuộc sống em 5 tháng nay như thế nào? Như bình thường, như nhà em thôi, chứ không có gì. Nhưng mà anh chị ở đây cũng tốt chứ không có ăn hiếp em hả, làm gì chưa á. Rồi ở nhà kia bị ăn hiếp hay gì? Ở nhà kia hả? Em... Lùm xùm quá. Chàng ơi, cô nương. Dạ. Cha mẹ mình nuôi mình ra tới 23 tuổi rồi. Bây giờ mình qua bên đây mình nói bên như đây kiểu, tốt hơn sao được, phải, mới có mấy ngày à. Không thoải mái. À. Ở đây thoải mái. À, chị nói em nghe, mẹ nói con nghe. Nó dễ chứ không có hỏi cái là chửi hay là đánh đập. Là nói là hiểu giải thích thôi. Là bên kia là em bị đánh đập hay dạ, sao? Bị chửi. Nói là bị chửi. là mới bị chửi năm nay thôi chứ mấy năm trước là không hề cha mẹ la nha. Nói chung là cuộc sống em trong 5 tháng qua thì ở cùng với em tội đây là hạnh phúc ha, hạnh phúc vui vẻ ha. Có hối hận không? Dạ không. Thiệt không nha? Dạ thiệt. Chừng nữa mà gọi mấy anh xuống quay phim giúp đỡ là không được à? Dạ không có. Thôi như vậy ha tội ha. Dạ. Nói chung á là ngày hôm nay anh xuống đây á là mục đích chính á là để xác minh á là bé Thảo nè dạ. là đang sinh sống cùng với tội dạ. là ở nhà của tội. Cái điều đó có chính xác không tội? Dạ hiện tại là đang chung sống với em, gia đình em. Ừ. Thì từ cái ngày hôm nay anh quay cho đến trở về những ngày sau là tội là người chịu trách nhiệm với bé Thảo nha. Dạ, thì em sẽ làm một cái đám để cho nhiều người biết chứ không phải là ít người biết. Đúng rồi, ít nhất dạ. mình cũng phải làm gì mới gọi dạ. là mình thương vợ mình chứ. Dạ. Ừ. Người giới thiệu cho cô bác hai bên. Ừ. Nhưng mà chắc hai bên chắc em cũng chắc bên quá. Hai bên thì chắc nó hơi xa xíu. Thì cái gì dạ. nó cũng phải có khó khăn á. Dạ. Rồi lúc đó mình thành công được rồi mình dạ. mới quay qua mình mới biết trân trọng chứ. Còn thí dụ như tự nhiên em đơn giản như vậy là em có được bé Thảo là dạ. em đâu có trân trọng dạ. em phải trải qua những cái khó khăn khổ dạ. cực á mới có được cái cô vợ của mình dạ. thì em mới biết trân trọng chứ. Ai cũng muốn có vợ mà có thêm ba gia đình vợ nữa anh. Đúng cha rồi. Mẹ vợ anh chị vợ thương yêu anh chứ ừ. không có ai mà muốn có vợ không. Em cũng vậy nè anh, em cũng muốn có ba mẹ vợ anh chị em vợ thương yêu đó anh. Ừ. Dạ. Thì ngày hôm nay nè anh xuống đây á là quay phim về hai em, có nghĩa là em tội và bé Thảo. Thì em có lời gì muốn gửi đến hai bác không? Dạ có anh ơi. Rồi anh cứ gửi. Dạ con gửi. Xin phép ba mẹ đồng ý để hai đứa con được danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính tới lui nhà, để làm một cái đám để cho dòng họ biết điều như vậy. Con rất là mong muốn như vậy. Lúc ba mẹ xuống đây thì lúc mới á là cái bữa đó là em cũng không nhớ rõ là ngày mấy nữa, nhưng mà bữa đó em đang đi chơi lúc giấc sáng là khoảng 9-10 giờ gì đó là mẹ có gọi Zalo em, là lúc đó là em mới hay là sao lại mới hay là Thảo đi, là tại vì em đi ngoài đường mà đã có mạng yếu nó đâu có mạnh được anh.
rồi đó em cũng tính đâu là gọi cũng như hỏi thăm này kia thôi, rồi tới tối lại là tầm khoảng 11 giờ mấy tối là mẹ bao xe của mẹ nói cháu mẹ gì đó xuống ngay xã Hồng Lạc. Là lúc đó là mẹ không có số điện thoại em, tại vì lúc đó là điện thoại không còn mạng nữa. Là không có số điện thoại, là mẹ mới gọi hỏi ông anh em, là ông anh đó là bạn của em, là mới gọi cho em nói ra rước bà vợ vô. Là em cũng muốn chạy ra rước vô á, em thấy mẹ mệt mỏi bị say xe đó anh. Em bữa đó để em chở mẹ với chị ba với em vợ, là em có cái Thảo là Út Phận, em cõng ba vô luôn. Là xong em thấy mẹ mệt quá em mới để cho mẹ nằm, rồi em có lấy nước rồi uống với lấy thuốc dán đồ dán cho mẹ đỡ xe đó. Rồi mẹ hỏi vậy đó, rồi mẹ kêu giấu Thảo ở đâu thì lấy cái đi. Lúc đó em đâu có biết ở đâu, nói vậy em cũng lo thiệt. Lo cái qua mấy ngày sau á, mẹ hỏi em lo mà sao không thấy bình thường vậy. Như lẽ giờ em lo em bật khóc ra luôn chứ anh. Là lúc đó là dạ. Bé Thảo chưa về tới. Dạ. Là lúc đó là mẹ khăng khăng á, là mẹ nói là ở nhà em rồi. Mà lúc mẹ xuống đó là nhà em, lúc đó bữa đó là cha em có đi là hợp tác xã, là có khách công ty xuống, là cũng có uống 1-2 ly rượu là cha mới ngủ. Mà lúc đó cũng khuya nên cũng ngủ, em cũng không có kêu dậy. Mẹ em thì nhức đầu, thì mẹ em có xuống nói với Tư gì đó, có xuống rồi mẹ em nhức đầu quá, mẹ em nói gì đó, rồi cái hồi á là em mẹ khỏe lại em mới chở mẹ ra ngoài về. Thì tội ơi, trong ngày hôm nay mấy anh cũng đã xuống tới đây rồi nè, em có lời gì nói gửi đến hai bác mà cho hai bác yên tâm á, để mà để cho bé Thảo ở đây cùng với em không? Dạ, nếu hai ba mẹ cho con một cơ hội á, là để cho con chăm lo Thảo tới cuối đời này, ba mẹ hãy đồng ý cho con, cho hai đứa con được tới lui hai bên gia đình. Dạ, không có làm mấy chị, không có làm khó hai tụi con nữa. Dạ. Nhưng mà trời có chắc chắn rằng sẽ là từ đây về sau á, là bé Thảo này nè sống cùng với tội á, là sẽ đầy đủ được không? Dạ, nếu Thảo sống bên chung với em sẽ không để Thảo thiếu thốn những gì đâu. Người cô nương nó có hối hận không? Dạ không. Thì như em có chồng, có gia đình chồng thiền với dễ thương luôn, cha mẹ chồng dễ thương. Hay là đang ở đây rồi nói gì? Dạ không có, cha mẹ chồng như mẹ ruột. Dạ. Nhưng mà có lời gì muốn gửi tới cha mẹ cho cha mẹ yên tâm không? Nói là cha mẹ đừng lo, ở đây con sống tốt, cha mẹ dưới đây cũng có sự tốt với con, không có khó khăn gì. Cha mẹ đừng có lo, đừng có đăng này kia ảnh hưởng tới gia đình chồng con mẹ. Rồi hôm qua đó, rồi cái cuộc trò chuyện của Thảo đó, dạ. Với cha đó, rồi em có lời gì muốn gửi tới cha em không? Cha đừng dặn con, tại vì lúc đó nóng, con như kiểu là thiếu suy nghĩ như vậy là nóng quá, con nói chuyện không có đúng với cha đừng có dặn. Thí dụ như vậy đi, nếu mà ép Thảo á về sống cùng với người thanh niên kia đó thì Thảo làm sao? Em nghĩ không sống được hai ngày cũng được chứ không được. Cái kiểu mình không có tình cảm khó hở. Rồi. Rồi thống nhất như vậy ha. Dạ. Kể từ ngày hôm nay bắt đầu trở về sau. Dạ. Là mọi cái sự việc mà liên quan đến bé Thảo tội á. Dạ. Em sẽ là người chịu trách nhiệm nha. Nếu ở khi ở bên cạnh em. Đúng rồi. Dạ. Từ đây sau nếu mà giữa chừng mà nửa tháng sau á mà mất tiêu bé Thảo á là tội là người chịu trách nhiệm. Thôi gì mất được. Không có em đâu liên tâm. Ví dụ như bé Thảo đi rồi sao? Nó đi thì em báo cho anh liền đó. Đâu được. Lúc đó là tội là người phải chịu trách nhiệm á. Tại vì nói chung là hiện tại nè bé Thảo đang ở cùng với tội. Dạ. Tội là người giống như là theo sát bé Thảo. Dạ. Để mà lo lắng cũng như là chăm sóc cho vợ mình. Dạ. Nếu mà bé Thảo mất tiêu á là tội là người chịu trách nhiệm nha. Dạ, em sẽ cố gắng giữ. Vậy đi, chứ còn tội nói tội không chịu là đâu được. Dạ, không chứ còn báo cho anh cũng như không mà. Đâu được đâu. Vậy nha. Dạ.
Rồi rồi, thôi bây giờ tội cho anh xin phép gặp người chị của tội ha. Dạ, để anh trò chuyện xíu ha. Dạ, dạ em xin gửi lời chào chị nha. Chào anh. Dạ, chị cho em hỏi thăm nè, chị là như thế nào với em tội cũng như là bé Thảo chị? Em là chị thứ ba của tội cũng như là chị dâu của Thảo. Là chị ruột ha? Dạ đúng rồi. Ừ. Chị ruột của Thảo. Thưa chị, hiện tại thì mấy anh em á là được cha và mẹ của bé Thảo á là có báo là không có, giống như là không có đồng ý á. Dạ. Là về cái việc á là bé Thảo á bỏ nhà đi. Dạ. Ừ. Nhưng mà hiện tại á thì em tìm đến đây nè, thì bé Thảo á là đang sống cùng với em tội ở gia đình của mình. Dạ. Không biết rằng chị có biết điều này không? Dạ biết anh, bé Thảo xuống đây thì biết, sống tới giờ cũng 5 tháng rồi anh. 5 tháng rồi ha. Dạ. Dạ. 4-5 tháng rồi. Nhưng mà chị cho em hỏi thăm nè, cái sự việc được cô với chú báo cho mấy anh em nè, nhờ giúp đỡ đó. Dạ. Có nghĩa là nói là gia đình mình là không công nhận, cũng như là không có công nhận và xác nhận cái chuyện là bé Thảo đang sinh sống ở gia đình mình. Thì cũng vì lý do đó đó, cho nên ngày hôm nay nè, mấy anh em mới di chuyển xuống tận gia đình mình nè, để tìm hiểu và xác minh đó. Chị cho em hỏi thăm nè, cái việc đó là nó xảy ra như vậy là như thế nào chị? Cái này á, là lúc mà bé Thảo về đây á, là em cũng hỏi, cũng có hỏi đâu đó đàng hoàng là hỏi rồi bé Thảo đi như vậy rồi cha mẹ có hay không. Bé Thảo mới nói là em đi vòng vòng em chơi, em cũng chưa có cho hay. Đó, bây giờ em mới nói bây giờ nếu như cưng về nhà chế rồi là cưng phải điện cho cha mẹ chảnh hay là ừ. Bây giờ mặc dù muốn hay không muốn nhưng mà vẫn là cha mẹ ruột của mình. Đúng. Mình phải thông báo mình là con, đi như vậy rất là sốt ruột. Đó, mình phải thông báo là ừ mẹ ơi con đang ở nhà này 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 vậy đó, nhà ai thì mình không biết đúng không? Bây giờ nếu như ở nhà anh tội rồi, mẹ ơi con đang ở nhà anh tội, cha mẹ đừng lo nữa. Đó. Nhưng mà em nói anh nghe chưa gì biết nha bé Thảo, chưa gì hết trơn á là chỉnh xuống. Đó, mẹ bé Thảo đồ đó là chị bé Thảo đồ này là xuống nói là lúc đó là bé Thảo chưa về đây nữa. Là nói là giấu, tội giấu rút là bé Thảo rồi này kia đó, lúc đó là tội không biết thiệt đó. Rồi khi mà mẹ bé Thảo đi về chợ khoảng chừng vài ngày gì đó, bé Thảo tội nó mới thấy, nó mới điện, nó hỏi bé Thảo là ở đâu đó. Bé Thảo mới nói là em đi chơi, em bỏ nhà em đi gì đó đó. Rồi tội mới sốt ruột, mới nói bây giờ á cũng như là người yêu của mình rồi, long đong ngoài đường biết chuyện gì nó xảy ra, thân gái một mình phải không? Đó, rồi tội mới điện ừ em đi vô đây đi rồi anh rước anh đón đâu này kia vậy đó đó. Rồi bắt đầu cũng được một thời gian gì đó, rồi bé Thảo trên nhà bé Thảo á, chị bé Thảo rồi thêm một cái người đàn ông lạ nào đó em không biết đó, mới xuống á, là nói chung là kiểu như xong như nhà em rồi này kia, biết điện về chỗ anh rồi phải không, thì thà là biết con mình ở đây rồi thì cũng yên tâm đi, em nói đúng không? Rồi bây giờ xuống nhà em thì cũng phải, nói chung là mình cũng có cái phép lịch sự nào đó, tại vì nhà em cũng có người lớn, cha mẹ em. Còn này á, chị bé Thảo chỉ là dạng con cháu thôi, nhưng mà trong khi đó vô nhà em không một lời hỏi han hay là một lời lịch sự nào hết. Từ ngoài trước mà xông thẳng vô nhà sau, nắm đầu con nhỏ này lôi ra, trời ơi, xô mẹ em té đồ này kia. Cái đó là em đứng giữa đường em dám thề là những cái lời em nói nãy giờ là trên nhà bé Thảo là có đó. Bởi vì em nói cái gì cũng có cái hậu quả của nó, cho con mình nó đi phải không? Bây giờ nó thương quá mà mình ép gả nó thì cũng không được. Mình là con gái, nếu sống với một người mà mình không hề thương thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Đúng đó, rồi. Đó đúng không? Nhưng mà lần này em nghe nói là ép gả vậy đó, em cũng không biết nữa nha. Cái này trên nhà bác Thảo thì em không biết chuyện gia đình của nó. Nhưng mà hai đứa này thương nhau là thật sự. Giờ em nói anh nè, anh ví dụ đi, ví dụ như một thằng đàn ông mà nó quen một đứa con gái mà qua đường đi, anh nhắm mà nó ở tới 5 tháng không? Mà trong khi đó cả gia đình em ai cũng đều thương như bé Thảo. Nếu như sống tệ bạc thì cái bé Thảo có thể đi mà. 20 mấy tuổi mình có quyền không? Sống không được mình có quyền đi. Đối xử tệ bạc mình không tốt mình đi bình thường. Bây giờ trai gái bình thường lắm. Nhưng mà bây giờ đối xử kiểu như gia đình em đối xử làm sao mà bé Thảo tới bây giờ bé Thảo vẫn ở. Bé Thảo không về chợn. Nhưng mà trong khi đó đâu phải là bé Thảo ở dưới đây là vô dân cư đâu. Có đăng ký đàng hoàng, ra xã xác nhận đàng hoàng, chứ không phải là ai muốn vô ấp em, muốn vô xã em ở là được. Nhưng mà trong khi đó là bé Thảo không có một tờ giấy giống như là trong mình. À cái đó là lúc đó, lúc mà bé Thảo xuống đây á, em không biết làm sao mà bé Thảo không lấy giấy tờ gì thì em không biết, đúng không? Nhưng mà bây giờ bé Thảo đã có giấy riêng cho mình rồi.
Bé Thảo đã có giấy, ví dụ như một người công dân. Bé Thảo bây giờ đã là một người công dân rồi, chứ không phải là kiểu như em không biết sao nha, nhưng mà em nói ví dụ như mà gia đình Bé Thảo có cố tình lấy giấy tờ hết đi chăng nữa, hay là lột vàng bạc hết đi chăng nữa, mà một khi một người con gái mà đã thương thật sự rồi, những thứ đó không cần thiết. Nhưng bây giờ Bé Thảo có giấy tờ đàng hoàng anh, có giấy tờ đàng hoàng, nên là em cũng nói luôn chú Hiếm đừng lo vụ đó, gia đình con đối xử rất là tốt. Còn nếu như một ngày nào đó mà gia đình con mà có đối xử tệ bạc đi chăng nữa, Bé Thảo nó cũng sẽ biết suy nghĩ, chứ nó không có ở đến tới bây giờ đâu chú Hiếm. Nói chung á là ngày hôm nay á, em chỉ muốn giống như là xác minh một lần nữa thôi. Có nghĩa là Bé Thảo á hiện tại là đang sinh sống cùng gia đình chị. Dạ đúng rồi. Đúng rồi chị ha. Dạ đúng anh. Chị có lời gì muốn gửi đến cho hai bác mà giống như là yên tâm hơn không chị? Thì giờ con thì cũng là dạng con cháu rồi à. Con cũng có đôi lời gửi đến là bác trai với bác gái, là cha con mẹ của Bé Thảo á, là hai bác cứ yên tâm. Tại vì Thảo ở nhà con á, nói chung là kiểu như bà Hoàng thì không phải bà Hoàng, nhưng mà cực khổ thì không hề cực khổ. Nên là hai bác hãy yên tâm. Và con muốn là không phải là cái mong muốn của con thôi, còn cái ý nghĩa của hai bác thì con không biết. Con mong muốn là hai bác hãy hiểu cho hai đứa nhỏ, tại vì nó thương nhau quá, mà hai bác làm quá, nên là bây giờ hai đứa nó, con Thảo nó không dám về. Nên là hai bác kiểu như là thương con mình phải dùng đúng cái cách mà mình thương con mình. Bác đừng có ví dụ như là mình đăng mình nói này, mình đăng mình nói kia để cho mong muốn con gái mình nó về nhà. Cái đó là nó xa, càng ngày hai bác đẩy con gái của hai bác càng xa hai bác thôi. Mình thương, mình phải hiểu. Bây giờ nếu như con Thảo nó thương tới cỡ này rồi, thì hai bác cũng hiểu là nó thương thằng này nó như thế nào rồi. Chứ không phải là ví dụ như nó ham giàu, ham phú quý hay là ham gì con cũng không biết đó. Nhưng mà ở dưới đây là Thảo không hề cực khổ, nên hai bác cứ yên tâm. Con chỉ muốn nhắn gửi như vậy thôi. Nhưng mà chị nói chung như vậy nè, hiện tại bây giờ thì cũng đã xác định được Bé Thảo là đang ở trong gia đình của chị. Sống cùng với gia đình chị, coi như là con trong nhà luôn rồi. Thì cái khoảng thời gian mà từ ngày hôm nay em ghé nè, trở về sau á, thì chị cho em gửi ha. Gửi cũng như là gửi nhờ Bé Thảo. Rồi chị có gì khó khăn đồ đó, thì chị cứ gọi trực tiếp cho em, hoặc là cho hai bác ở trên, để cho hai bác biết. Giống như là thí dụ như Bé Thảo nói là bữa nay là không chịu ở nữa, thì chị cứ điện đi, rồi hai bác hoặc là em tranh thủ sắp xếp thời gian xuống để mà chở Bé Thảo về. Như vậy hả chị ha? Chứ tránh cái trường hợp mà chừng nữa mà khoảng chừng 2 tháng hoặc là 1 tháng gì đó, sau này nè, cái tự nhiên chị bên đây xuống thăm, thì chị nói là Bé Thảo không còn ở đây nữa, là cái đó không được hay chị ha? Cái đó không có đâu anh ơi, bình thường. Tại vì nếu bây giờ á, em nói anh nếu như Bé Thảo á, nó không còn muốn sống ở đây nữa, Bé Thảo cứ mở miệng nói bây giờ con không muốn sống ở gia đình này nữa. Đúng rồi. Là nhà trước em... khi cho đi là chị phải điện cho hai bác ở trên hay? Không những là điện cho hai bác, nhưng mà tụi em cũng sẽ cho xã ra xã trình. Tại vì Thảo sống ở đây là ngoài xã biết, chứ không phải là sống chui nữa, đúng không? Kiểu như là có trình đâu đó đàng hoàng hết. Nên hai bác, nếu như bây giờ Thảo đi thì phải trình đâu đi đó rõ ràng. Trình ha? Dạ đúng rồi, đi thư phải về trình. Cái đó là cái lực. Chứ không phải là muốn ở là ở, muốn đi là đi. Dạ đúng rồi. Vậy rồi, thôi như vậy chị nói như vậy thì mấy anh em cũng một phần nào yên tâm. Thôi em cũng cảm ơn chị đã chia sẻ, gửi đến vài lời trong ngày hôm nay. Thì em cảm ơn chị nhiều nha. Hiện tại nè, cái cuộc sống em ở đây nè là như thế nào? Em cũng sống trong bình thường vui vẻ. Vui vẻ hả? Dạ. Nhưng mà hổng gài rồi đi xa 5 tháng như vậy đó, rồi có nhớ cha mẹ mình không? Dạ có. Em nhớ em gọi về là em gọi về một lần, là trên Facebook là đăng chửi một lần. Đăng chửi. Với lại không dám gọi về. Gọi về sợ đăng này kia rồi nói em này kia rồi mất công. Tại vì mình đang ở bên nhà chồng mà tạo nhiều cái xấu thì nhà chồng mình suy nghĩ nó suy nghĩ mình là kiểu mình hư hỏng này kia, nhưng thật ra là em không có có đi đồn với xóm em là em ở chỉnh là em ngủ nghịch, là kiểu là không nghe lời vậy đó.
em có nghĩ rằng khi mà em là một người phụ nữ á, mà một người con gái, phải không? Vừa mới lớn thôi mà em đi xuống nhà chồng như vậy đó, cũng như là nhà của người yêu mình đi, mà một cách dễ dàng như vậy á, rồi em có nghĩ tới cái tương lai cũng như là sau này không? Có suy nghĩ đến điều đó không? Em cũng có suy nghĩ là nếu mình làm như vậy thì sau này con cái mình nó biết là mẹ nó vậy, nhưng mà thật ra là tại ông bà bên ngoại, ông bà bên ngoại làm cái gì ra mẹ mới vậy. Mẹ nhưng mà em cũng có thể sắp xếp gia đình em được mà. Trời ơi, em cũng đã nói, em nói là em không chịu này kia, rồi mẹ em mới nói là coi chỗ nào á chịu thương mẹ đi cho đi đó, trước khi đi cho hai bộ đồ. Đúng rồi, ra cái gì lấy lại hết, thôi coi như chết rồi. Mà mình đi mình cũng đâu cần gì đâu. Thì em đi em không cần chứ. Em đi trong túi em chỉ còn có 100 mấy thôi, là bữa đó em bán còn có 100 mấy. Là mẹ em dám nói là em đi mang 1 triệu theo, bắt chồng em là phải đưa đủ 1 triệu. Nhưng mà cái này nè, em có biết rằng khi mà người đàn ông á mà muốn giống như là chinh phục được một người phụ nữ á, mà phải trải qua nhiều cái khó khăn cũng như là nhiều cái thử thách, thì họ mới biết là thương yêu và trân trọng cái điều đó. Còn cái này em dễ quá không? Dạ không đâu, là em với chồng em là quen hơn 1 năm. Quen rồi em mới dẫn chồng em về là ra mắt cha mẹ, là em mới nói là hai đứa con thương nhau gì đó. Là chồng em cũng nói nữa, mẹ em nói là chồng em xa quá, rồi sợ em về đây rồi sông nước nè, sợ hai chồng cự lộn, quýnh lộn rồi chồng mới giết em gì đó. Cái em nói là không có đâu, chồng thương con, ông không có làm gì đâu, mẹ yên tâm. Rồi biết là không có chịu, luôn như kiểu là bác bỏ, là không có nghe sự, không nghe cái lời em nói luôn á, không có nghe. Tại vì hiện tại người lớn á là người ta có thể đứng qua một bên và nhìn rõ cái sự việc. Dạ. Còn em á là người trong cuộc, coi như là lúc này á là em hoàn toàn em chỉ biết là người yêu của em là nhất thôi. Đâu cái khi em cũng nói quá, mẹ em nói quá, cái em nói chia tay. Ông mẹ ông khóc lên khóc xuống, rồi ông khóc ha, năn nỉ rồi làm tội ha. Dạ. Mẹ em nhắn tin cho chồng em, cái rồi mẹ em còn lấy điện thoại em cắt nữa, không cho em liên lạc. Cái em nói quá, rồi nói mẹ ơi con thì đi bán này kia rồi xe cổ rồi sao em, tại vì em bán đồ gái tiếp mẹ em đó. Cái đưa em em nhắn tin cho ông này, thì gọi ông này khóc khóc mấy ngày mặt mày xin giận. Như em đi ông tội này ông khóc nè. Dạ ông rồi khóc em đi xuống không. Còn khi mà em đi rồi cha và mẹ em khóc rồi sao? Em nghĩ chắc không khóc đâu. Nếu khóc thì sẽ không có chửi rủa hay là này kia. Thì em nghĩ là cha mẹ không có thương em. Thì người ta thương thì cho gói cho giọt, ghét thì cho ngọt cho đường. Nhiều khi đăng Facebook ông mà em nghĩ là em là con gái. Em con gái mà sao cha mẹ em á, như là cái Facebook đó là của mẹ em đăng. Nói sao nghĩ có thể đó là người khác mượn điện thoại của mẹ em rồi không, đăng. Chính mẹ em khẳng định là mẹ em đăng. Bữa đó em buồn em không cơm luôn, ăn nguyên 1 ngày luôn. Buồn ha. Dạ. Nói mẹ em suy nghĩ sao mà nói mình lấy người này người kia, trong khi là mình là con gái, mình đi bán xong mình về nhà em có đi đâu đâu. Nói chung á anh cũng không có làm khó làm dễ gì em. Dạ. Anh chỉ là người là chịu trách nhiệm đi tìm em thôi. Thì ngày hôm nay á anh cũng đã tìm gặp được em rồi. Thì em khẳng định một lần nữa đi, sau này có hối hận không? Dạ em thì dạ em không hối hận đâu. Thiệt không? Dạ. Sau này rồi có con rồi lúc đó khổ rồi cực rồi hối hận rồi sao? Nếu mà hai chồng thương nhau sống rồi có con thì có khổ cũng ở với nhau, cũng cố gắng. Tại vì con đường này là em tự dạ chọn rồi. Là em thiệt là em chọn đi, dù có khổ cái này có kia thì hai chồng có gán cày hay gán làm này kia của ở bên nhau, như là không cho em chọn rồi em không hạnh phúc rồi đánh đập em ai chịu cho em. Đúng rồi, em nói cũng đúng, bây giờ là tự em chọn. Dạ phải không?
là tự em chịu trách nhiệm từ đây về sau nha. Dạ. Cô với chú á là cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi, cho nên mới nhờ anh tìm đến đây nè để xem coi em như thế nào, và quay lên á để cô với chú được nghe những lời em nói cũng như là những lời của em Tội nãy giờ nói, để mà cô với chú lắng động lại và suy xét lại một thời gian. Rồi sau này á có gì á thì anh sẽ gọi điện báo cho em với em Tội. Anh cũng cầu mong sau đó là tin vui ha. Dạ. Anh thấy ai không thương mà năn nỉ mẹ người đó 3 tháng trời không? Năn nỉ khóc lên không xuống vậy đó. Cha em cũng năn nỉ em 3 tháng 5 tháng trời đó, em có gì? Cha em có năn nỉ em đâu. Hả? Cha không có năn nỉ em đâu. Mẹ. Mẹ em hả? Nếu năn nỉ em á thì đâu có làm gì đăng Facebook lại kia cho em làm gì? Đăng gì đăng cho em về mà em còn không. Không, về. Đâu phải đăng lại hay đâu. Đăng đoạn ở đời xấu mà. Phải hay là em đi về. Dạ rồi. Xấu. Thôi như vậy ha. Dạ thưa cô chú, thì trong ngày hôm nay á nói chung á là con cũng đã tìm đến nhà của em Tội và gặp được gia đình cũng như là gặp được con gái của cô chú là bé Thảo. Thì qua cái video ngày hôm nay con nghĩ rằng cô chú trong ngày hôm nay có xem được á thì cũng một phần nào thấu hiểu được cái tình cảm của hai cháu nó sâu đậm đến chừng nào. Dạ rồi, thì con cũng mong rằng á cô với chú có thể sắp xếp cũng như là xem xét lại. Rồi có gì thì sau này mấy anh em con sẽ một ngày gần đây sẽ tranh thủ đến nhà và gặp cô chú để mà cùng trò chuyện. Dạ rồi, dạ thưa quý khán giả, đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả gần xa trong và ngoài nước luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Dạ rồi, thôi Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp.